Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tuổi Đinh Tỵ 1977 nữ mạng, nên mua xe màu gì? 1. Màu xe nên mua đối với Đinh Tỵ nữ mạng. Thứ nhất, chọn xe màu trắng, màu xám, màu ghi. Nhóm màu này đại diện cho mệnh kim. Xét theo quy luật ngũ hành chỉ ra, kim sinh thủy là màu tương sinh của hành thủy. Nghĩa là chiếc xe nâng đỡ bổn mạng, giúp bạn lái xe thật yên tâm, ít gặp tai nạn giao thông, luôn có quý nhân giúp đỡ. Thứ hai, chọn xe màu đen, màu xanh da trời, là các gam màu bản mệnh thủy. Lợi ích khi chọn xe có màu mệnh thủy sẽ giúp bạn gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống và công việc. Lái xe không bị lạc đường, tâm trạng lái xe thoải mái. 2. Màu xe nên hạn chế mua đối với Đinh Tỵ nữ mạng. Thứ nhất, chọn xe màu vàng, màu nâu đất. Nhóm màu này thuộc mệnh thổ, theo quy luật ngũ hành, thổ khắc thủy, nghĩa là chiếc xe khắc người. Hậu quả khi bạn đi xe có màu mệnh thổ, đó là chiếc xe hay bị hư hỏng, hay gặp tai nạn, làm cho sức khỏe của bạn bị suy yếu. Thứ hai, chọn xe màu xanh lá cây. Đây là gam màu, đại diện cho mệnh mộc. Theo quy luật ngũ hành, thì thủy sinh mộc, tức là bổn mạng sinh ra chiếc xe. Khi chọn xe có màu mệnh mộc, chiếc xe sẽ hút hết tài lộc của bạn, làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, công việc làm ăn thua lỗ, thậm chí có thể khiến bạn chết vì tai nạn giao thông. Thứ ba, chọn xe màu đỏ, màu hồng, màu tím. Nhóm màu này tượng trưng cho hành hỏa. Vận dụng quy luật ngũ hành thì thủy khắc hỏa, tức bổn mạng khắc chiếc xe, nên khiến cho bạn lái xe không thoải mái, chiếc xe thường xuyên bị hỏng và khiến bạn hay gặp tai nạn. 3. Lưu ý, bên cạnh việc chọn xe có màu sắc hợp tuổi hợp mệnh, khi đi mua xe, nhiều người còn quan tâm tới biển số xe. Nữ Đinh Tỵ có cung mệnh thủy, phù hợp với các con số như 1, 6 và 7. Trong biển số xe, nếu có sự xuất hiện các con số đó, sẽ đem đến may mắn cho bạn, giúp bạn có tâm trạng thoải mái khi lái xe. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.